Đúng rồi. Anh Tuấn ơi, nước này, nhanh lên em uống hết rồi. Kẻ tuần nào cũng đi. Ôi giời, cả đoàn đã đến với thác Thung nhá. Đẹp chưa? Đây là thác Thung ở Tân Lạc Hòa Bình nhé. Đang chảy rất mạnh, nhiều nước. Lần đầu tiên đến thác Thung rồi. Bữa ăn trưa của chúng tôi ở thác Thung Hòa Bình vừa. Anh nhìn một cái con đấy, phải đúng là sức mình. Đấy, đang mẹ còn đang mải quay flycam. Tinh thần biker được thể hiện đây ở giữa một vùng núi rừng cực kỳ lãng mạn thuộc Tân Lạc nhé mọi người nhé. Đây. Đấy. Đấy. Trời chiều tuyệt đẹp luôn. Tân Lạc về chiều đấy, mấy chiến sĩ cứu xe mọi người nhé, sau lưng thôi nhé.